Đây, mình bấm phím clear. Thì sự cho các bạn thấy. Đầu tiên các bạn khởi động, sau đó bấm chức năng xoáy ốc. Khi các bạn muốn Medion hút bụi tập trung ở những khu vực mép tường, các bạn lựa chọn chức năng hút khu vực ở mép tường bằng phím như này trên màn hình, trên điều khiển. Đầu tiên các bạn bật và khởi động Medion, sau đó lựa chọn những chức năng. Bạn sẽ thấy Medion tập trung ở những khu vực có mép tường nhiều hơn. Và bây giờ bạn muốn Medion trở về nhà, các bạn bấm vào nút Home. Medion sẽ tự động tìm về trạm sạc. Trong trường hợp các bạn chỉ muốn Medion tự động hút bụi thì các bạn chỉ cần bấm phím khởi động và Medion sẽ tự động hút bụi tất cả các khu vực. Và Medion sẽ tự động trở về trạm sạc khi mà nó gần hết pin. Vì vậy các bạn có thể không cần phải quan tâm khi để cho nó tự động hút bụi ở một khu vực, ở một phòng riêng hoặc ở khu vực nhà phòng khách. Hút bụi ở bất kỳ khu vực nào. Các bộ phận đi kèm với robot thì ngoài robot chính ra thì bạn sẽ có một trạm sạc là khu vực mà robot sẽ ngừng và chạy về trạm sạc để sạc pin. Thiết bị thứ hai là thiết bị để tạo ra tường ảo khi bạn muốn ngăn robot đi vào một khu vực nào đấy. Và thiết bị thứ ba là thiết bị rửa sạc. Thiết bị này giúp để kết nối giữa trạm sạc và ổ điện, hoặc bạn có thể sạc robot trực tiếp bằng thiết bị sạc này. Và thiết bị cuối cùng là điều khiển từ xa của robot. Và tiếp là mình sẽ hướng dẫn cách vệ sinh Medion. Thì Medion được thiết kế rất là đơn giản để vệ sinh. Các bạn nhìn thấy chữ plus trên mình Medion, các bạn ấn vào vị trí đó thì nắp của Medion sẽ nhẹ nhàng bật ra và bên trong bạn sẽ thấy có một hộp đựng rác. Các bạn có thể nhấc hộp đựng rác này. Khi mà bạn thấy hộp rác đầy thì bạn có thể nhấc ra và mở nắp để đổ rác và có thể lau chùi hoặc là vệ sinh có thể lau
và có thể lau chùi và vệ sinh khu vực bên trong. Các bạn có thể nhấc từng thiết bị nhỏ một ra. Như này. Này, các bạn có thể quan sát thấy các thiết bị đều được sản xuất bằng nhựa và với bề mặt làm rất là phẳng mịn để có thể dễ dàng vệ sinh và không bị bám bụi bẩn. Như với cách tháo dỡ đơn giản này là bạn có thể vệ sinh được phía bên trong của Medion. Vừa rồi mình mới giới thiệu xong với các bạn cách sử dụng máy hút bụi tự động Medion 16192. Và để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Trương Trà Hàng Sách Tây Đức. Xin chân thành cảm ơn đã xem clip.